Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với PP English và cô là Miss Hảo. Cô sẽ hướng dẫn cho các bạn trong tập 10 của chuỗi thuyết chinh phục Bắc Nam cho cùng PP nha. Rồi, mình nhớ là trước khi mình bắt đầu phần câu hỏi này thì các bạn nhớ là mình sẽ dừng clip lại ha. Mình làm câu hỏi này trước rồi sau đó thì các bạn sẽ kiểm tra phần đáp án cùng với cô nhé. Rồi, câu đầu tiên là câu 128. Mình sẽ luôn luôn nhìn đáp án trước để mình có thể biết được là cái loại câu hỏi của mình đang làm là dạng bài tập gì. Thì ở đây cô Hảo có những cái từ như là whatever, though, whose, which và who. Những cái từ trong cái phần mảng về kiến thức ngữ pháp của mảng về đại từ quan hệ đúng không ạ? Vậy thì mình cũng sẽ cùng nhau nhắc lại những cái kiến thức liên quan về những cái từ này ha. Rồi, từ whatever. Whatever này các bạn dịch cho cô Hảo là bất cứ nha, bất cứ. Rồi, mình có thể nói là bất cứ cái gì. Ngoài ra thì bạn sẽ rất là quen thuộc khi gặp những cái từ như là whenever, bất cứ khi nào, và wherever, bất cứ nơi đâu nha. Rồi, từ whose. Từ whose này cô gọi nó là một cái đại từ quan hệ dùng để mô tả ý về sở hữu. Và muốn dùng thằng whose này thì hai bên của nó là nó sẽ kẹp hai thằng là danh từ hết. Mình dịch là cái gì đó của ai hoặc của vật nào. Và từ which này, trước này các bạn sẽ phải cho cô là một danh từ chỉ vật. Và bản thân thằng which này vừa có thể làm tân ngữ được ha, vừa có thể làm được cả chủ ngữ luôn, đóng cả hai vai trò. Còn thằng who bên dưới này thì nó lại khác hơn một tí xíu, là trước này các bạn sẽ phải có một danh từ chỉ người thì nó mới có thể thay thế được. Thằng who này là chủ ngữ cho nên là sau đó nó phải có một cái động từ chia thì ha. Rồi, bởi vì nó đang là chủ ngữ. Vậy mình xét một cái từ này xong, vậy thì mình sẽ nhìn đáp án. Rồi, các bạn sẽ thấy ở đây, các bạn có thấy là travel paper là tên của một công ty đúng không ạ? Tên của một công ty là vật, thì tạm thời các bạn sẽ loại được đáp án là who ở đây. Ok chưa? Rồi, tiếp theo, các bạn có shareholders. Shareholders này của cô đang là một cái danh từ. Have expressed là động từ thì chỗ này sẽ là danh từ làm chủ ngữ. Vậy thì nếu như mà là danh từ thì các bạn có thể lấy trường hợp này. Còn nếu như chỗ này là một cái SV thì các bạn có thể lấy chữ which đóng vào trò làm tân ngữ. Còn từ whatever các bạn ghép vô đây thì không hợp nghĩa. Vậy thì để chọn giữa chữ whose và chữ which chỗ này, các bạn cho cô một bước dịch nhỏ nữa ha. Rồi, công ty này, những người cổ đông đã bày tỏ mối lo ngại. Vậy thì mình sẽ dịch là công ty mà những người cổ đông của nó ha. Các bạn sử dụng cho cô là chữ whose, nó sẽ nhấn mạnh tính về sở hữu hơn. Cho nên đáp án trong câu này của mình sẽ là câu B. Rồi, mình bổ sung thêm ha, mình mở rộng thêm những cái thứ quan trọng trong câu này để lần sau các bạn có cần dịch ở những cái câu khác và những ngữ cảnh khác thì mình có thể làm được hơn nè. Đó là từ shareholder. Shareholder này các bạn dịch cho cô là cổ đông ha. Tại bạn tách ra, thì cái từ share này là cổ phần hoặc là thị phần. Cái người nắm giữ cổ phần của công ty á, thì mình sẽ gọi họ là cổ đông nha. Rồi, động từ express. Vì ở đây là động từ cho nên các bạn dịch cho cô là bày tỏ hoặc là bộc lộ. Nhưng thằng express này nó còn có nghĩa là tính từ. Thường nó sẽ đi chung với chữ là delivery. Express delivery, express shipping. Thì khi đó tính từ này các bạn dịch cho cô là tốc hành. Mỗi lần cô Hảo nói cái gì đó thì các bạn nhớ ghi chú vào nhé. Rồi, bày tỏ cái concern. Concern là danh từ, mối quan tâm, mối lo lắng. Rồi, lo lắng về cái financial crisis, dịch ngược lại. Lo lắng về cái tình trạng suy thoái kinh tế, khủng hoảng kinh tế. Và cái gì này, đã lên lịch hoạt động từ chính này, lên lịch cái cuộc họp hàng năm vào ngày này. Vậy thì cô gộp lại nha. Rồi, công ty này, cái công ty mà những người cổ đông đã bày tỏ cái mối quan ngại về sự khủng hoảng kinh tế đã đổi lịch cuộc họp hàng năm vào ngày 14 tháng 10. 14 tháng 5 ha, đổi lịch cuộc họp thành cái ngày này. Vậy thì chỗ này, nguyên cái đóng này của mình ha, là chủ ngữ. Còn chỗ reschedule đây là động từ chính nha bạn nha. Vậy là mình xong câu số 128. Annual meeting, cuộc họp hàng năm, yearly cũng được. Rồi, tiếp tục câu 129, dừng lại nha. Rồi, các bạn có chữ employed, distinguished, connected và specified, ok chưa? Đáp án có ED hết và bạn quan tâm chỗ này nè, mình đang làm gì đây? Rồi, chữ đáp là ngắt. Chữ has này theo sau has đáp án cho mình còn là động từ ED cả. Về chỗ này các bạn đang dịch động từ của từ hiện tại hoàn thành. Rồi, ok chưa? Hiện tại hoàn thành. Mình đang dịch động từ của từ hiện tại hoàn thành cho nên có ED ha. Rồi bạn nhìn nè, các bạn bỏ ED đi thì nó sẽ còn những cái động từ nguyên mẫu ha. Employ, distinguish, connect và specify, chỗ này sẽ là ED dài ha. ED dài bỏ ED dài thành ED ngắn rồi mới thêm ED. Mình có chữ employ. Employ này các bạn giống như là mình tuyển dụng hoặc mình thuê mướn vậy đó. Thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ đồng nghĩa với chữ hire. Đó, hoặc là chữ recruit. Rồi, ok. Bạn lấy thì em cô là tuyển dụng hoặc là thuê hoặc là mướn.
chữ distinguish này mình cái phân biệt ha, phân biệt giữa người này với người khác ha, theo kiểu là nó nổi trội lên vậy đó, nổi trội lên so với phần còn lại thì các bạn dùng distinguish, và thường thì nó sẽ đi với giới từ from. Rồi câu C, connect, mình hay dùng là internet connection, cái sự kết nối internet đúng không? Vậy thì cái từ connect này chỉ là kết nối, giống như các bạn có đặt từ đồng nghĩa với nó là chữ link đó, connect và chữ link, liên kết. Và từ specify, specify là chỉ rõ hoặc là định rõ ha, chỉ rõ, định rõ, specify, specify. Rồi bắt đầu mình dịch thôi, mình dịch thì mấy cái chỗ mà tên riêng in hoa như này thì các bạn dịch được cứ là cái đó hoặc là cái công ty đó thôi, mình không có cần phải dịch kỹ. Association, hiệp hội đường cao tốc metro gì ha, nó rất là mất thời gian cho mình, mình chỉ cần biết đây là một cái đối tượng này, cái này. Vậy thì chỗ này phía sau có chữ đáp. Rồi the work areas, những cái khu vực làm việc nên được monitor, nên được giám sát, monitor, giám sát. CCTV system, bằng hệ thống camera, CCTV trong phim hàng hay có này. Rồi for safety purposes, giám sát bằng cái hệ thống camera này vì cái mục đích về an toàn. Vậy thì cái công ty này là gì nhỉ? Công ty thuê rằng không được, công ty phân biệt, công ty kết nối không được. Mình sẽ nói cho cô là câu D, specify đáp. Hay trong ngữ cảnh này thì người ta có thể dùng một cái động từ khác nữa. Đó, ngữ cảnh các người thấy là có thể người ta sẽ dùng động từ là indicate, indicate that, hoặc người ta có thể dùng động từ là emphasize, nhấn mạnh ha, người ta nhấn mạnh đó, hoặc là người ta chỉ ra rằng, người ta nói nè. Mình có thể dùng những cái động từ này thay thế cho các bạn câu D được nhé. Rồi câu 130, câu này thì cũng là dịch thôi, cái phần cuối của đề thường nó sẽ thêm vào phần dịch, các bạn dừng lại dịch thử rồi hãy coi với cô ha. Indicator, receptor, operator, contractor. Vậy bây giờ mình nhìn nè. Trước mắt thì các bạn nhớ cho cô một điều là nếu như cái đáp án nó cho bạn là cái đuôi ờ như này, đuôi ờ và chữ oi rồi thì bạn nhớ cho cô về cái từ doctor, bác sĩ đúng không? Vậy thì mình nhớ chỗ này mình đang dịch một cái danh từ chỉ người. Ok chưa? Rồi, danh từ chỉ người. Ok, vậy chỗ này mình ngắt ở đây, nhớ từ ờ. Rồi, is an important, ngắt chỗ này. Đó, vậy thì cụm danh từ này của mình cần phải dịch. Bạn dịch thử đi ha. Rồi, các bạn có chữ contractor, nhà thầu. Contractor là nhà thầu. Rồi, operator, động từ operate là vận hành. Vậy chỗ này dịch là người vận hành. Người vận hành một cái công ty nào đó, người vận hành một cái sự kiện nào đấy. Rồi, receptor chắc là lấy trong nghĩa của chữ reception là tiếp đãi, chiêu đãi đúng không? Còn indicator là cái người chỉ định, cái sự người chỉ định, người định ra. Nhớ như các bạn có động từ của mình là indicator đó. Rồi, phải bên mình xét nha. Cái từ study này nè, chữ study này nè, nó đang đóng vào giờ chủ ngữ cho nên bạn phải dịch cho cô là danh từ, là cái bài nghiên cứu mà, chứ đừng có dịch là học nha. Nhiều bài nghiên cứu đã show that, đã indicate that, đã chỉ ra rằng customer satisfaction, cái sự hài lòng của khách hàng là một cái gì đó quan trọng của cái corporate competitiveness, của cái tính cạnh tranh của tập thể đó, của tính cạnh tranh của công ty đó. Rồi cái sự hài lòng của khách hàng là một cái biểu hiện, là một cái sự thể hiện quan trọng ha. Rồi cô nghĩ đáp án trong câu này thì mình sẽ chọn cô đáp án là câu A, indicator là một cái biểu hiện, là một cái sự chỉ định ha. Mình dịch lại này, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng sự hài lòng của khách hàng là một cái important indicator, là một cái điều chỉ định rất là quan trọng cho cái tính cạnh tranh của công ty đó. Nếu như công ty đó tạo ra những cái sản phẩm mà khiến cho khách hàng hài lòng thì công ty đó chứng tỏ là công ty đó nó có một tính cạnh tranh rất là cao, competitiveness rất là cao ha. Rồi ok, vậy là kết thúc của tập số 10. Cảm ơn các bạn đã luôn luôn theo dõi và ủng hộ PP English. Hẹn gặp lại các bạn ở những tiếp lần sau nhé. Bye bye.